Thành phố Hồ Chí Minh cần có cơ chế trả lương cho người tài theo thị trường. Mức trần từ 120 đến 150 triệu mới có thể mời các nhà khoa học xây dựng chiến lược, theo các chuyên gia. Kiến nghị được ông Ngô Võ Kế Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, cho biết tại hội tảo cơ chế chính sách đặc thù nhằm giúp thành phố thu hút các nhà khoa học. Ông Thành kiến nghị thành phố chỉ quy định mức trần như giai đoạn thí điểm trước đây, mức 120 đến 150 triệu đồng mỗi tháng, còn lại để doanh nghiệp và chuyên gia thỏa thuận lương theo cơ chế thị trường. Bên cạnh đó, thành phố cần có cơ chế để chuyên gia góp phần tạo ra các sản phẩm công nghệ có thể được hưởng tỷ lệ lợi ích từ việc thương mại hóa các sản phẩm này. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đề xuất trung ương cho thành phố Hồ Chí Minh cơ chế đặc thù để thử nghiệm mô hình mới, cụ thể như quỹ hợp tác công tư trong đầu tư phát triển đô thị nhà nước và tư nhân cùng tham gia, có cơ chế sát với nguyên tắc của thị trường. Với ngân sách từ quỹ này, thành phố có thể mời chuyên gia quốc tế trả mức lương như thị trường, thành phố đặt hàng sản phẩm và giám sát chất lượng.